Ok, chào mừng các bạn đến tiếp tục đến với trận bán kết tiếp theo ở nội dung đôi nam của đối đầu nội bộ giữa Indonesia và cặp đôi phía xa màn hình. Xa màn hình của Hùng chính là cặp đôi mà hôm qua vừa mới loại, đôi Ju Yeon Seong và Kim Dak Jang. Và đây là trận đấu thứ nhất. Lật điểm sai à? Lật điểm đúng không? Ok, điểm 4-1 cho cặp đôi áo đen. 2-4. Cặp đôi phía xa màn hình, cặp đôi áo xanh kia chính là cặp đôi đã loại Ju Yeon Seong và Kim Dak Jang trong trận đấu tứ kết ngày hôm qua. Và trong set đấu thứ nhất này họ đang bị dẫn trước với điểm số 4-2. Vâng, có vẻ... Rồi, 5-2. Cặp đôi trẻ. Hello Nờ Anh Đức, hello Đinh Hoàng Long, hello anh Tuấn Trần, hello Quang nha. Xin chào tất cả mọi người. Ok, xin chào Thắng Hunter. Điểm 5-2. Áo đen phát cầu, bây giờ cũng sẽ gọi là áo đen và áo xanh nha, bởi vì đây là cuộc chiến nội bộ giữa Indonesia. Điểm 3-5. Phát cầu tốt. 4-5 cho cặp đôi áo xanh. Chung kết ngày mai đánh nha mọi người ơi, chung kết ngày mai đánh nha. Mọi người có thể giúp mình chia sẻ live stream để nhiều người được thấy live stream này và chúng ta cùng nhau vào xem nào. Hiện tại thì ít người xem quá. Điểm 6-4. Đó là một pha phát cầu tốt. Rồi đây là cuộc chiến nội bộ, có vẻ là không căng thẳng cho lắm. Mọi người có nghĩ thế không ạ? Điểm 7-4 cho cặp đôi áo đen. Đây là trận chiến nội bộ của Indonesia nha mọi người. Vâng, rõ ràng là cặp đôi bên kia đánh nhà rồi hay như nào rồi. Thực sự đấy, hôm qua đánh với Ju đánh kinh khủng như thế mà. Điểm 9-4 cho cặp đôi áo đen. Một pha phát cầu ngắn. Đổi điểm 5-9 cho áo xanh. Đều là Indo hết nha mọi người nha. Vâng, đó là một tình huống cầu khá vội vàng. Điểm 6-9. Vâng, phía bên cặp đôi áo xanh bên kia là cặp đôi thắng Ju hôm qua. Tay vợt thấp hơn, tay vợt đó. Vâng, hay quá. Tình huống cầu vừa rồi đã đánh lừa hoàn toàn hai vận động viên áo xanh. Điểm 16. Cầu lông đôi Indonesia quá mạnh. Vâng, lại tiếp tục là một tình huống phát cầu lỗi của cặp đôi áo đen. Từ nãy giờ họ phát cầu lỗi đến 2-3 lần rồi. Đổi điểm 70. Vâng, rất may mắn cầu lật lưới. 80, tiếp tục là một điểm số cho cặp đôi áo xanh. Ok, xin chào Nguyễn Hồng Khải nha, xin chào Dũng nha. Và mọi người giúp Hùng chia sẻ live stream nha, ít người xem quá, không có cảm hứng bình luận gì cả. Vâng, em hỏi là mọi người có cho rằng là như thế hay không anh Lương Trung Dũng ơi. Ok, điểm 90. Vâng, trận đấu sắp trở lại thế cân bằng rồi. Liệu có là 10 đều hay không? Cầu ngoài sân, chính xác là 10 đều. Cặp đôi phía bên kia họ đánh rất chắc chắn và kinh nghiệm. Sapucho tay vợt nam, vâng, phản xạ rất nhanh. Cổ tay kia. Thủ cầu rất đơn giản, nhẹ nhàng, không thủ được nữa rồi. Vâng, vậy là nửa set đầu thứ nhất đã trôi qua. Điểm 11-10 cho cặp đôi áo đen. Đây là trận chiến nội bộ, Hồng xin nhắc lại, đây là trận chiến nội bộ của hai cặp đôi Indonesia nha. Chính xác rồi chị Thị Duyên Nguyễn ơi. Áo xanh bên kia chính là cặp đôi đã thắng Ju Yeon Seong và Kim Dak Jang trong trận tứ kết ngày hôm qua. Ok, đây đủ những phút các vận động viên giải lao chúng ta chào nhau một chút được không ạ? Xin chào anh Quang Nguyễn, xin chào Trương Ngọc Kiều,
Xin chào Nguyễn Đăng Lộc. Ok, anh xe đạp điện Xuân Dũng. Mạng không để điều chỉnh được anh ơi. Làm sao mà điều chỉnh cho nó nét hơn được. Nếu mà điều chỉnh được em điều chỉnh Full HD 4K luôn. Ok, tiếp tục anh Hoàng Tấn Bình đang cung cấp thông tin. Thực sự tên các vận động viên quá dài. Đâm ra là điểm 12-11 vẫn rất căng thẳng trận đấu thứ nhất. Vâng, đó là một tình huống đập cầu rất mạnh và trong khi đó nó còn lật lưới nữa. 13-11 cho cặp đôi trẻ. Đó là một tình huống vô cầu chạm lưới khiến cho đường cầu đi chạch khỏi hướng phán đoán của cặp đôi áo đen. Đội viên áo đen đổi điểm 12-13. Đập cầu rất căng và di chuyển rất nhanh ạ. Mười bốn mười hai cho cặp đôi áo đen. Ban tổ chức đề nghị khán giả không dùng đèn flash khi quay phim chụp ảnh. Vâng, một pha đánh chặn cầu rất hay nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Trọng tài xác định nó là một đường cầu trong sân. Vâng, với chiều cao của mình thì Taylor Sakucho có những pha đập cầu chéo sân rất cắm và hiểm hóc. Điểm 13-14, vâng, vẫn rất căng thẳng, tuy nhiên không căng bằng trận hôm qua. Rất lì, thủ hay quá nhờ. Cầu ngoài sân 14 đều rồi, vậy là thế trận đã trở lại về vạch xuất phát. Thế trận đã cân bằng trở lại, điểm số 14 đều. Hello anh Nguyễn Tường, hello chị Nguyễn Ngọc nha. Hello Học Nguyễn, hôm nay không live stream mà em ơi. 14 đều. Không được rồi. Đó, tình huống cầu lật lưới. Năm bốn cho cặp đôi áo đen. Hùng xin nhắc lại đây là cuộc chiến nội bộ của Indonesia nha. Em cảm ơn anh Tùng Trần rất nhiều. Tiếp tục là một đường cầu may mắn. 6-4 cho cặp đôi áo đen. Từ đầu trận đấu đến giờ thực sự chưa có nhiều đường cầu giằng co. Ok, mai Nguyễn Học cố gắng ra live stream cho anh em cùng xem. Vì một mình anh không thể live stream hết các trận được. Anh em chia ra live cho mọi người có thể xem được tất cả các trận nha. Điểm 15-16. Vâng, điểm số vẫn rất sát nút. Hai đôi vận động viên bám đuổi nhau từng điểm số 1. Rồi, 16 đều. 14 đều và bây giờ là 16 đều. Liệu rằng cặp đôi áo xanh, cặp đôi Sapucho có thể lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này hay không? 16 đều. Vâng, 17-16 như Hùng dự đoán. Cặp đôi áo xanh đang vươn lên dẫn trước. Dù sao thì cặp đôi bên kia Hùng vẫn cảm giác họ đánh cầu kinh nghiệm và chắc chắn hơn. Đương kim Á quân thế giới. Á quân thế giới đã từng đạt Á quân thế giới. Ôi vẫn còn kìa. Sợ thật. Thủ. Ôi vẫn còn kìa. Tay vợt thấp thấp ở phía bên kia. Tay vợt đấy đánh cầu ngang và thủ cầu cực tốt luôn mọi người ạ. Hôm qua tay vợt đó đã ép cầu. Ôi hay thế nhỉ. Quá đẳng cấp. Đẳng cấp đáng chơi cho ban xử lý lỗi. Ok, xin chào anh Đức Hoàng nhá. Xin chào Trần Hoàng Hiệp. Vâng, vừa rồi là pha cầu hay nhất của set đấu thứ nhất này.
Đôi nam trẻ áo đen này kiểu gì năm sau cũng có số má thế giới. Kiểu gì năm sau cũng có số má thế giới. Bị bắt bài rồi. Rồi. Hello anh Phúc Văn nha, xin chào Đăng Ly, xin chào Han Chu. Điểm 19-16 rồi, khoảng cách 3 điểm, một khoảng cách tương đối an toàn ở cuối set đấu thứ nhất. Còn cặp đôi đàn anh vẫn đang thể hiện được cảm giác của mình. 20-16 rồi. Vâng, cặp đôi áo đen đang thể hiện những sự vội vàng ở những điểm số cuối cùng này. Rõ ràng họ đã có những khởi đầu thực sự rất tốt, tuy nhiên họ đã không tận dụng được điều đó. Và bây giờ cơ hội kết thúc trận đấu thuộc về cặp đôi áo xanh. Ok, anh Đăng Ly, đây là nội bộ của Indonesia nha. Trận đấu giữa hai đôi vận động viên đều đến từ Indo. Trọng tổ hay quá. Rất lắt léo. Hay thế nhỉ. Rồi, 21-16, một chiến thắng khá thuyết phục. Trận đấu thứ nhất kết thúc. Vâng, tranh thủ những phút các vận động viên đổi sân. Mọi người giúp mình chia sẻ live stream được không ạ? Thực sự quá ít người xem một trận đấu hay như này. Tại sao lại ít người xem như thế? Rõ ràng hôm qua live stream tứ kết mà có khoảng 200-300 người xem, mà bây giờ live stream bán kết rất hay như thế này mà chỉ có chưa đến 100 người xem là sao? Mọi người dạo này hay lười chia sẻ lắm nhỉ? Toàn xem mảnh thôi. Mọi người toàn xem mảnh thôi. Hello anh Vân Thanh, lâu lắm rồi không thấy anh Vân Thanh xuất hiện tại live stream của em. Hello anh Trần Đức Chuẩn. Ok, cảm ơn anh Chuẩn đã tang bạn của mình vào xem cùng. Vâng, vậy là set đấu thứ nhất đã trôi qua. Chiến thắng dành cho cặp đôi đến từ cặp đôi áo xanh. Ok, chị Ngọc Nguyên chia sẻ lên chợ giúp em với. Bây giờ mọi người chia sẻ lên trang cá nhân, nhưng mà chia sẻ lên chợ thì nó mới có nhiều người xem. Ta cùng quay trở lại với set đấu thứ hai nào. Ok, cảm ơn Tita và cảm ơn Năng Ly nha. Set đấu thứ hai bắt đầu. Vâng. Hay quá, vẫn còn. Vâng, rất nỗ lực. Không còn nữa rồi. Có bay người ném vào thì cũng không kịp. Ok, tay vợt đến từ Indonesia đánh hang vợt thì nhìn lạ thế nhỉ? Mặc áo kìa, mọi người nhìn thấy không ạ? Chưa bao giờ nhìn thấy thương hiệu này luôn. Flet á? À, Flet khác với Flet nhỉ? Anh cứ tưởng Flet thì... Đại loại là vương thương hiệu của vợt này khá lạ. Chưa bao giờ Hùng nghe được đến. Không có tên tuổi tại Việt Nam. Bài rất hay nhưng đó là một tình huống bắt bài hụt rồi. Thật sự tay vợt Sapucho là có chiều cao. Rất... Ôi ôi, không hiểu sao. Trong tình huống vừa rồi anh đại đánh cầu ra sân lỗi như thế. Còn 3 điểm số đầu tiên cho cặp đôi áo đen phía bên kia. Còn cặp đôi áo đen lại tiếp tục có một khởi đầu rất tốt. Họ nhập cuộc trong set đấu thứ hai này khá hay, bằng 4-0 rồi. Thích thể hiện đẳng cấp kiểu nhường nhường mấy quả đầu ấy, không về sau mới đánh kiểu như thế. Rồi, điểm số đầu tiên cho cặp đôi áo xanh 1-4.
Cái lượng người xem đang tăng rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã giúp chia sẻ nha. Hello anh Hiếu nghe nha. Còn rồi, ôi vẫn còn kìa, không còn nữa rồi. Về cầu rất mạnh. Đổi điểm 5-1 cho cặp đôi áo đen. Hello anh Lý Vĩ Huy, hello Hoàng Cưng, hello Ly An nha. Ok em, cảm ơn anh Hiếu nghe. Điểm 5-1 cho cặp đôi trẻ. Hello Khánh Huyền. Phát cầu lỗi ạ. Điểm 2-5. Đôi gần màn hình của chúng ta, đôi áo xanh thắng cặp Upa nha anh Nguyễn Xuân Trường này. Điểm 6-2 cho cặp đôi áo đen. Đây là cuộc chiến nội bộ giữa hai cặp đôi đến từ Indo. Hơi vội vàng rồi ra ngoài sân. Điểm 7-2 rồi, khoảng cách 5 điểm được tạo ra ngay từ những điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai. Ok, xin chào Nguyễn Lê Hùng nha. Hiếu qua đi Hiếu ơi, vẫn còn trận nhá, vẫn còn đơn nam, vẫn còn đôi nam nhá. Và vẫn còn đôi nữ luôn. 3 trận nữa. Còn 1 nam nữ nữa, 4 trận nữa. Ok, lên hơn 100 người xem rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hùng cho đến thời điểm hiện tại. Còn khoảng cách vẫn là 5 điểm. Điểm số 3-8 cho cặp đôi áo xanh. Chính là cặp đôi đã loại Oppa ngày hôm qua. 3-8. Rất có thể chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu thứ 3 chăng. Vẫn còn. Ôi. Ôi, tí nữa thì móc đi được. Điểm 4-8. Liệu kết quả của set đấu thứ hai này có giống như set đấu thứ nhất không? Rõ ràng là cặp đôi áo đen ở set đấu thứ nhất họ đã dẫn điểm khá sâu ở đầu trận đấu nhưng về sau vẫn thua ngược rất sâu. Lại tiếp tục thể hiện những đường cầu lỗi và vội vàng rồi. Điểm đổi điểm 5-8 cho Sapucho, cặp đôi áo xanh. Sapucho chính là đồng đội của Asan ở Indonesia trước kia. Hai vận động viên này đã từng cặp với nhau. Non rồi. Vâng, một pha cầu non như thế thì tay vợt kia không cho họ cơ hội nữa rồi. Cảm ơn mọi người. Mong lắm có con số 300. Ngày trước ông live stream giải đại hội toàn quốc có hơn 1.000 người xem mà. Hơn 1.000 người xem mà bây giờ giải quốc tế người xem thật. Sapucho 93. Hay quá nhở. Ồ, đẳng cấp thật. Cậu với Sapucho xin cảm ơn nhiều. Thế hai thằng bên kia có trẻ không? Chắc là trẻ. Thằng bên kia chắc chắn trẻ hơn. Chắc là trẻ hơn bên đây rồi. Ok, cảm ơn anh Hoàng Tấn Bình đã cung cấp thông tin. Sau trận đôi nữ bên kia sẽ là trận đôi nam tiếp theo. Hàn Quốc gặp Đài Loan. Cảm ơn anh rất nhiều. Cầu ngoài sân, bắt lưới rất nhanh. Đổi điểm 60. Hơi cao rồi. Cơ hội tấn công. Quá gắt, bật quá cao. Ok, điểm 11-6. Khoảng cách 5 điểm vẫn được cặp đôi trẻ duy trì.
Ok mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Chúng ta lại chào nhau đi. Hùng cũng rất đam mê cầu lông và Hùng rất thích chơi cầu lông và rất thích giao lưu học hỏi về cầu lông. Anh em nào ở Hà Nội hôm nào cho Hùng qua giao lưu với đi. Dạo này đang không có sân để đánh. Ok, chúng ta cùng trở lại với nửa sau của set đấu thứ hai nào. Điểm đang là 11-6 cho cặp đôi trẻ, cặp đôi áo đen phía xa màn hình của chúng ta. 11-6. Đó là một tình huống phát cầu cao như thế mà quả đấy đánh cành. Cảm giác nó không cố vươn mà quả đấy. 12-6 rồi. Ăn rồi. 7-12. Chưa biết kết quả sẽ thế nào đâu. Ok anh Hoàng Kim qua ra pen giao lưu cơ. Bao giờ anh về Việt Nam thì giao lưu với em. Một pha chém cầu rất xoáy nhưng rất tiếc là cầu chưa qua lưới. Sinh năm 2000 nó đã đánh như thế này rồi. Thì đúng là 1-2 năm nữa thì kiểu gì cũng có tên tuổi trên bảng xếp hạng thế giới. Ok, chỉ được chạm người, chạm vợt qua sân thì mới được tính điểm nha bạn. Chạm người thì sẽ không được nha. Thế còn thằng kia? Một thằng 2000, trẻ nhờ. Hello anh Phan Thanh, hello Hoàng An, hello Lê Thị Mai Anh, xin chào tất cả mọi người. Còn cảm ơn mọi người lại tiếp tục dùng chia sẻ live stream. Rất tuyệt vời, con số người xem đã tăng lên rồi. Điểm 13-9-13. Rất khéo léo. Vâng. 14-9. Khoảng cách 5 điểm vẫn được duy trì an toàn từ đầu trận đấu đến giờ. Cặp đôi phía bên kia là cặp đôi trẻ của Malaysia. Theo của Indonesia, theo thông tin của một cổ động viên cung cấp thì một trong hai tay vợt đó sinh năm 2000. Thì mình nghĩ rằng tay vợt còn lại cũng chỉ 99-2000 thôi. Hay quá nhỉ. Và chắc người đang 99-2000. Vâng, một vận động viên 99, một vận động viên 2000. Hai tay vợt đến từ Indo rất trẻ và tài năng. Và chắc chắn rằng chỉ khoảng 1-2 năm nữa thôi, nhưng họ sẽ trở thành những tên tuổi của cầu lông thế giới và thi đấu tại các giải cao hơn như Super Series, vô địch thế giới hay là Olympic. Cặp đôi đen đang rất sung. 17-9 rồi, khoảng cách 8 điểm rồi. Gần như là chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến set đấu thứ 3. Pha phát cầu lỗi thứ hai của cặp đôi áo đen trong trận đấu này. Đội điểm 10-17. Đặt cầu rất tốt. Một pha cầu vặn sườn. Cảm ơn anh Châu từ Sport nha. Hùng sinh năm 94 nha mọi người. Nhiều người nói Hùng bảo nhìn trẻ nhưng mà giọng này hơi già. Cơ hội tấn công. Vẩy kìa. Ui, cổ tay sợ nhỉ, bạn xem kìa. Lên lưới rất nhanh. Còn đó một tình huống nhường nhau của cặp đôi đến cặp đôi áo đen. Đội điểm 12-17 cho cặp đôi áo xanh.
rất tốc độ. Và một pha cầu rất mạnh nhưng rất tiếc là cầu ra ngoài sân rồi. 13-17 rồi. Liệu rằng diễn biến của cuối set đấu thứ hai này có giống với set đấu thứ nhất hay không? Liệu rằng cặp đôi áo xanh có thể vươn lên và giành chiến thắng hay không? Thực sự trong cầu lông không gì là không thể, Hùng đang có cảm giác như thế đây. Cơ hội tấn công. Ôi. Vâng, rất xuất sắc. Tiếp tục là một điểm số cho cặp đôi áo xanh. 14-17. Vâng, 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi áo xanh. Vâng, cặp đôi áo đen bên kia vẫn đang dẫn trước 17-14 nha anh ơi, nhưng chưa biết thế nào. Điểm 14-17. Một pha phát cầu ngắn. 18-14. Vâng, khoảng cách vẫn còn là 4 điểm, một khoảng cách tương đối xa. Rất có thể chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu thứ 3. Và Hùng cũng đang mong muốn điều đó. Thực sự đây là một trong những trận đấu đôi nam hay nhất. Cặp đôi trẻ sinh năm 99 và 2000, cặp đôi áo đen phía bên kia. Ép cầu rất nhanh. Điểm 15-18 cho cặp đôi áo xanh. Rất cẩn thận. Rất đáng tiếc và cặp đôi trẻ đang thể hiện đang có những tình huống tồi lỗi. Đang thể hiện một chút sự vội vàng trong đó. 16-18 rồi. Vâng, cặp đôi đàn anh đang bước lên từng bước khá vững chắc. Liệu có là thể là 17-18 hay không? Cổ tay ve trái kìa. 17-18 thật rồi. Chỉ sợ rằng cặp đôi trẻ sẽ không thể vượt qua set đấu thứ hai này. Naraoka thua. Kaido Naraoka. Thua mất rồi. Thằng Indo đánh hay quá. 17-18. 18 đều rồi. Ôi, ve kìa. Ôi, ra mà. Đẳng cấp thật. Sợ thật. Không hiểu nó thủ kiểu gì. Và cổ tay nó làm bằng gì nữa. Rồi. Cầu ngang là sở trường của vận động viên thấp hơn áo xanh phía bên này. Hôm qua vận động viên này đã có liên tục có những pha ép cầu ngang dành cho ép cầu ngang Kim Đắc Răng, khiến anh đánh hỏng rất nhiều pha cầu. Sở trường đấy. Sở của trường của vận động viên áo xanh thấp hơn phía bên này. Nhưng thực sự đúng là hai pha cứu cầu vừa rồi của tay vợt áo đen là đều là những pha cầu không tưởng. Đủ để thấy rằng các vận động viên thế giới họ đánh như thế nào và đẳng cấp cầu rông thế giới nó đang ở đâu. Đây mới chỉ là giải Challenge thôi. Còn giải Super Series mà chúng ta được nhìn tận mắt thì không biết nó kinh khủng như thế nào. Xong rồi, 19-18 cho cặp đôi áo xanh. Vâng, bản lĩnh vẫn là bản lĩnh. Vâng, bị ăn. Diễn tiến của hai set đấu gần giống hệt nhau. 19-18, cặp đôi áo xanh đã vươn lên. Thực sự quá bản lĩnh. Sự cờ lông đôi nam Indo quá mạnh. Ôi, cái gì đấy, vai trưởng. Đẳng cấp thật. Dã man. Thủ kiểu gì vậy?
2018. Vâng, các vận động viên trẻ của Indonesia thực sự rất tài năng. Vâng, Kevin nếu không nhầm thì năm 2015 Kevin thi đấu cũng vô địch giải City Pucha Hà Nội. Và bây giờ cặp đôi trẻ là 21-18, cặp đôi áo xanh. Vâng, vẫn già dặn kinh nghiệm hơn và bản lĩnh hơn. Nhưng thực sự những đường cầu mà cặp đôi trẻ của Indonesia, cặp đôi sinh năm 99 và 2000, những đường cầu quá mát nha. Vâng, một set đấu quá hay. Và trận đấu này cũng đã được Hùng quay lại ở chế độ Full HD. Hùng sẽ up nó lên kênh YouTube Sport Hùng Badminton, mọi người có thể xem lại. Sau giải đấu này thì Hùng mới có thời gian để đăng và cắt ghép chỉnh sửa video để cho mọi người xem. Và mọi người đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước để cập nhật link video và các video mới nhất nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì Hùng sẽ kết thúc live stream này để chuẩn bị live stream trận đấu tiếp theo. Có cần kết thúc không hay là xem tiếp luôn mọi người ơi? Con chào cô Nguyễn Thúy nha, hôm nay cô không lên được ạ. Ok, như tiếp tục là một trận đôi nam, mọi người có muốn xem luôn không ạ? Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình của Hùng nha, bởi vì sắp tới sẽ tiếp tục là một trận đôi nam thứ hai của vòng bán kết giải cầu lông City Pucha Hà Nội. Men Singer, một trận đấu đơn nam. Ok, chúng ta xem đơn nam luôn nha mọi người. Mọi người đừng rời mắt khỏi live stream Hùng nào. Ok, xin chào Hiền Thương, em cảm ơn anh Nguyễn Trung Dũng nha. Hello anh Lê Việt Hùng. Ông Cao đấy chính là vận động viên Sapucho. Vận động viên đã từng cặp với Asan giành Á quân vô địch thế giới đấy mọi người, nếu ông không nhầm. Sapucho ấy. Nó cao đấy. Không, anh bảo anh đang nói vận động viên vừa rồi đấy. Mọi người bảo nhìn giống Asan, chính là vận động viên cặp với Asan luôn đó. Ok, chúng ta cùng xem nốt trận đơn nam nhá. Tiếp tục quay trận này cho anh. Bây giờ thao phim. Xem luôn đơn nam nha mọi người. Ok, chúng ta cùng trở lại với trận đơn nam nào. Ok, mọi người đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước, vì ngoài live stream giải đấu này, Hùng rất thường xuyên live stream các giải đấu phong trào tại Việt Nam cũng như các giải đấu nội bộ trong nước, các giải đấu nội quốc, chúng ta gọi là nội quốc cho nó phiêu. Bên sân bên kia là đang đơn nam kìa anh ạ. Đôi nam kìa. Quay cho anh chuyện đôi nam. Mọi người thích xem đơn nam hay đôi nam mọi người ơi? Xem đơn nam hay đôi nam để Hùng quay nào. Để Hùng quyết định rằng đôi nam nhá. Xem đôi nam tiếp không? Em quay đơn nam cho anh nhá. Em quay đơn nhá. Rồi anh đi quay đôi nhá. Ok, Hùng sẽ xin phép mọi người là di chuyển máy quay và sẽ không kết thúc live stream này. Và xem đôi nam thì vẫn hay hơn, và đơn nam thì Hùng sẽ quay lại ở chất lượng HD và đăng YouTube cho mọi người xem sau. Đi không Long? Sang đôi nam không? Đi đường bên này, trên này. Đi lên trên. Cần đi không? Tôi cầm lắm. Em đi nhờ. Ok mọi người đừng rời mắt khỏi live stream của Hùng nhá. Trận đấu đôi nam thứ hai sắp diễn ra rồi. Cuộc đối đầu giữa Đài Loan và Hàn Quốc.
hình như thằng bên kia nó thích cặp với một thằng đi ra hay sao ấy, hay tiếp. Ok, chúng ta sắp đến với trận đấu đôi nam thứ hai. Em cảm ơn anh Hoàng Tấn Bình đã cung cấp thông tin. Trận đấu giữa Min Húc Kang và Kim Jae Hoon của Hàn Quốc đối đầu với Lee Jae Huy và Giang Po, khó đọc tên quá. Thôi thì Đài Loan với Hàn Quốc cho nó nhanh. Ok, Hùng vẫn đang set góc máy quay. Rồi, xin chào tất cả mọi người, Hùng đã set góc máy quay xong và chúng ta chuẩn bị thưởng thức trận đấu bán kết thứ hai còn lại ở nội dung đôi nam. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Đài Loan. Vâng, cặp đôi Hàn Quốc mang màu áo đen ở gần phía màn hình live stream. Cặp đôi đến từ Đài Loan mặc áo xanh phía xa màn hình. Vâng, tại vòng bán kết này thì có duy nhất hai đại diện của Hàn Quốc lọt vào vòng trong, đó là ở nội dung đơn nữ và nội dung đôi nam. Và ở nội dung đơn nữ, nếu không nhầm thì đơn nữ của Hàn Quốc đã vào vòng chung kết. Tuy nhiên, vận động viên của Hàn Quốc, nữ của Hàn Quốc sẽ phải đối đầu vận động viên nữ của Nhật Bản. Và Hùng đánh giá rằng vận động viên nữ của Nhật Bản sẽ có thể giành chiến thắng trong trận chung kết. Ok, trận đấu bắt đầu. Một pha cầu lỗi của vận động viên đến từ Hàn Quốc. Điểm số đầu tiên, điểm số thứ hai rồi cả. 2-0. 2-0 cho Đài Loan. Thực sự Hùng rất có ấn tượng với cặp đôi Đài Loan này. Từ đầu giải đấu đến giờ Hùng quan sát một họ đánh cầu rất hay đấy, vận động viên đó đập cầu cực kinh khủng luôn. Vận động viên cao của Đài Loan ấy. Dã man luôn. Điểm 3-0 rồi. Cơ hội tấn công cho Hàn Quốc. Vâng, một pha đập cầu khá may mắn từ lần nữa. Điểm số đầu tiên của Hàn Quốc 1-4. Một ba. Vâng, một pha cầu rất đơn giản nhưng đã có thể giành điểm. Điểm 4-1 cho Đài Loan. Còn đó là tiếng cổ vũ của các vận động viên, cổ động viên của đội tuyển cầu lông Hàn Quốc. Khá hay. Vâng. Hai vận động viên nam của Hàn Quốc, của Đài Loan thực sự đập cầu quá kinh khủng. Họ vừa làm cầu tốt và họ đập cầu cũng rất tốt. Chuẩn nhá. Chuẩn đấy. Bọn này chỉ cần có lỗi một tí là hy sinh ngay. Đập phát chết luôn. Cứ đập cái là ăn điểm, đập cái là ăn điểm. Đập quá gắt. Điểm 6-2 rồi. 7-2 rồi. Một cửa đầu hoàn toàn tuyệt vời cho cặp đôi đến từ Đài Loan. Khoảng cách là 5 điểm rồi. Ngay từ những điểm số đầu tiên của set đấu thứ nhất.
rất chính xác. Điểm 3-7. Tuy nhiên theo Hùng đánh giá, theo Hùng nhận định thì cho dù một trong hai cặp đôi này có vào vòng chung kết đi nữa thì thực sự rất khó để có thể đánh bại cặp đôi đến từ Indo. Ok anh, đây là góc quay quen thuộc của em và em cũng rất thích cái góc quay này. Đây là góc quay Night Camera. Điểm 8-5. 8-4. Cao rồi. Rồi, đó là một tình huống tài tổ lập lưới cho cặp đôi Hàn Quốc. Đội điểm 5-8 cho Hàn Quốc. Ôi dồi ôi, bên kia cài được quả ngon thế mà vô trượt. Một pha bắt lưới được một khá đáng tiếc. Vận động viên đến từ Đài Loan. Điểm 6-8. Trung Dung dự đoán tỷ số của trận đấu này sẽ là 2-0 dành cho Đài Loan. Chúng ta hãy cùng thưởng thức trận đấu và kiểm chứng xem những điều anh Trung Dung dự đoán có đúng hay không nha. Thủ vẫn còn kìa, vẫn rất dài. Hàn Quốc thiên về thủ. Vâng, Hùng hình dung đến Julian Siom ngày hôm qua. Bắt lưới rất nhanh. Điểm 8-9 cho Hàn Quốc. Vâng, vậy là vẫn chưa có cách biệt đáng kể. Một tình huống cài cầu lôi. 18. Thực sự vẫn chưa có những đường cầu giằng co và hấp dẫn. Trận đấu đôi nam trước cảm giác hay hơn. Đẩy cầu rất may mắn, tuy nhiên vận động viên Đài Loan vẫn có thể thủ cầu. Thủ cầu tiếp đây, lại cạch tiếp rồi. Hay nhờ. Đơn bên kia cũng hay kìa. Đi. Được thế. Anh ơi, góc máy quay nếu mà hạ thì sẽ vướng đầu của hai cổ động viên. Hai cổ động viên, hai vận động viên đến từ Hàn Quốc. Sao? Hả? Nâng cao cái máy lên xong anh ngửa xuống. Nâng cao cái chân máy lên xong ngửa xuống. Quay thì trên cao xuống. Chờ chờ. Hết cơ rồi. Nâng phải nâng dưới kia nhưng nó to. Ok, chúng ta cùng trở lại với set đấu thứ nhất.
Bắn lưới quá nhanh. Hay. Hay quá nhờ. Chặn cầu kìa. Đó là một pha chặn cầu không tốt của đội tuyển đến từ Đài Loan. Với sự tốc độ cầu quá nhanh. Đội Hàn Quốc anh ơi. Mấy vận động viên họ ngồi đây cơ, nên là mình không tiện. Mình không tiện nhắc. Bắt lưới rất nhanh, chủ động. Điểm số rất xứng đáng cho Hàn Quốc. Tôi chờ trọng tài đọc điểm. Vẫn thủ được, rất tốt. Vẫn còn. Trọng tài xác định cầu ngoài sân. Mười ba mười một. Không còn nữa rồi. Điểm 12-13. Rất mỏng. Ừ, rõ ràng đó là một tình huống cầu trong sân. Điểm 13 đều rồi. Cầu rất tốt, cổ tay kìa. Chưa được cổ tay rồi. Ra ngoài sân. Kiểu Hàn Quốc nó đánh thế. Xem du với Kim các thứ nó toàn đánh đập ở đấy mà. Không phải đánh an toàn ấy. Vâng, cầu không qua lưới. Mình tưởng rằng đó sẽ là một tình huống lật lưới nhưng cầu không đủ lực để qua. Đổi điểm cho Hàn Quốc. Bao nhiêu rồi nhỉ? Trọng tài vừa đọc gì nữa. Và tiếp tục là một pha cầu ngoài. Là cầu ngoài của Đài Loan. Nghe trọng tài đọc chả rõ gì. Có chữ kết. Rõ rất cắm. Đó gì xích chín. 14-16 chăng. Bắt gắt là hỏng, 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 gắt là hỏng. Fifteen, sixteen, 15-16. Mình cũng hơi ngu tiếng Anh nhưng chắc nghe cũng chuẩn. Vẩy cổ tay kìa, nhìn thích thật. Vẩy kìa. Vẩy không lên được rồi. Mười bảy mười lăm cho Hàn Quốc. Vâng, vậy là Hàn Quốc vẫn đang dẫn trước điểm. Hello anh Hoàng Duy Đức Phát, nhầm Việt Nam dụng hết trước vòng tứ kết rồi anh ơi. Và đây là bán kết. Giải này năm nay mạnh lắm. Năm nay là năm duy nhất mà Việt Nam không có đại diện vào vòng trong. Vẫn còn kìa. Rất cố gắng. Thủ hay quá nhỉ.
thủ được nữa không? Không thủ được nữa rồi. Chuẩn. Cái sự tay vợt đến từ Đài Loan ra cầu quá kinh khủng. Sixteen seventeen. 16-17. Ok, em chào chị Bùi Quyến nha. Xin chào Ly Thành, xin chào Nguyễn Tiến Quang. Trận cầu hay thế nhỉ? Quá hay. Ôi, vẫn còn kìa. Nhưng dường như vẫn ra được cầu mạnh bị cặp đôi đến từ Đài Loan người trận cầu ra ngoài. Cầu ngoài sân 17-18. Ok, xin chào anh Nguyễn Tiến Bộ nha. Ok, anh Thế Hiển, Đài Loan đánh cầu tỷ lưới kém hơn Hàn Quốc. Cầu ngoài sân 18-19. Vâng, vẫn rất căng thẳng. Ok, xin chào chị Hiêng Sofa. Xin chào anh Cường Lê, xin chào anh Hà, anh Tuấn và xin chào tất cả mọi người đang theo dõi ủng hộ live stream của Hùng. Hôm nay thì chỉ thi đấu 2 sân, vòng bán kết rồi. Tứ kết thì thi đấu 4 sân. Bán kết thi đấu 2 sân thì đương nhiên chung kết hôm nay chỉ thi đấu 1 sân thôi. Ok, anh Hà Nam mấy hôm nay em có làm gì đâu. Còn cắm cầu ở nhà thi đấu live stream cho anh em xem. Miễn sao mọi người ủng hộ ông nhiệt tình là được. Một pha cầu không tốt của vận động viên đến từ Hàn Quốc. Điểm 19-20. Đúng rồi anh Bí Ngô ơi. Thật sự mọi người chắc là mọi người cũng không để ý đến giải đấu lắm. Anh Tiến Minh cũng loại rồi nha. Ôi, vẫn còn kìa, cảm giác tốt quá nhỉ. Bắt đầu tốc độ hơn rồi đây. Hay quá, vẫn còn. Đây là một đường cầu giằng co. Tỷ lưới rất tốt, vẫn còn kìa. Ngoài sân 21-19 cho Hàn Quốc trong trận đấu thứ nhất. Còn một chiến thắng khá nhọc nhằn. Ok, chúng ta lại chào nhau nhờ. Hello anh Tiến Cường, hello Trần Đình Vinh Tân, hello anh TR Minh Quyền và xin chào tất cả 114 người đang theo dõi ủng hộ live stream của Hùng. Có ai không biết Hùng không nào? Chào Hùng và để Hùng chào lại và chúng ta làm quen với nhau được không? Vâng, vậy là set đấu thứ nhất đã trôi qua, chiến thắng rất sát nút. 21-19 cho cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Cơ bản đang ly. Chụp ảnh thôi. Đúng chụp ảnh hai anh. Họ đang ngồi đấy ra chụp luôn. Mấy em đợi. Anh không còn đôi Việt Nam. Việt Nam gọi hết trước tứ kết đấy rồi, anh không còn đại diện. Can you sao không biết? Hết vòng hai rồi. Tỏ đấy. Làm tỏ để chụp ảnh với tôi không? Can you selfie with me? Bật ra và không cần nút xong nút lên một đánh không loại hết sạch cứ lên cố hết
có không có ép à? Hả? Không có ép à? Ép gì? Linh là tốt. Ép thì chụp ảnh nhé. Sơn đâu ấy gì đó. À có. Rồi. Trang đi trang ai loại? Trang trang thứ ai rồi? Không biết xem đấy không xem. Ok, xin chào anh Đức Tuấn nhá. Xin chào Duy Văn giải này mạnh nhá, xin chúa. Số 1 thế giới còn thua nữa. Duy Văn siêu trước là số 1 thế giới. Đảo camera đây rồi. Cảm ơn Hồng nha. Không chụp hả? Ok, Hồng vừa xin của mọi người vài phút ra chụp ảnh với đại diện cặp đôi đã vào chung kết của Indonesia. Cặp đôi của Sapucho. Ok, cảm ơn Hoàng Duy rất nhiều nha. Cảm ơn Hello Duy Vân. Ok, cả hai cặp đôi đập đều cực kỳ giáp. Trận đấu thứ hai tỷ số bao nhiêu rồi đây? Họ đã tỷ số đã là 5-0 cho Hàn Quốc rồi, 5-0 rồi. Hello anh TR Minh Quyền, đôi in đôi trẻ thua đôi già 2-0 nha anh TR Minh Quyền. Đôi in đôi trẻ thua 2 set luôn, cứ đến cuối set là bị bật. Thực sự cặp đôi kia quá bản lĩnh, chính là cặp đôi thắng Ju Dion Siong. Đây là đơn nam 2 rồi. Đơn nam nữ có mấy trận rồi nhỉ? Nam nữ 2 trận đánh đầu tiên. À đúng rồi, nam nữ 2 trận đánh đầu rồi. Còn Hàn Quốc đang thể hiện thế trận áp đảo cho đối thủ của mình. Vâng, một khởi đầu hoàn toàn xuất sắc. Phát cầu tốt thế nhỉ? Phát cầu quá tốt luôn. Đúng rồi, chất lượng mạng livestream của nó không ổn định. Nhìn màn hình như này nhưng mà lên live lên đấy nó không ổn định đâu. Do chất lượng mạng mà. Và một pha bấm cầu dọc biên không thể cản phá. Chu gì? 26 hay 28 gì đó. Cơ hội tấn công cho Hàn Quốc. Đập quá gắt. Dã man chưa? Ui. Cầu vẫn trong sân, một pha thủ cầu thực sự có cảm giác. Một pha thủ cầu tốt. Trọng tài xác định cầu trong sân. Nhanh, tiếp tục là một pha cầu không qua lưới, một điểm số tiếp theo cho Đài Loan. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Trường nha. Chất lượng mạng net thì Hùng cảm thấy vui rồi.
Thực sự Hùng chỉ sợ rằng livestream mờ quá mọi người đấy, mọi người không muốn xem. Thực sự Hùng không mong muốn điều đó. Tuy nhiên trong nhà thi đấu, một là nó khá kín, sóng yếu, mạng cũng yếu. Hai là tùy xem mạng lúc nó được, lúc nó không. Một cầu rất gắt nhưng cầu không qua lưới mất rồi. Xin chào chị Bùi Quyến, xin chào Yên Vũ nha, vào livestream anh muộn quá. Nice 7. 97. Vâng, lại là một tình huống đánh cầu lỗi của Nam Hàn Quốc. Tám chín thì phải. Ok, cảm ơn Nguyễn Trường rất nhiều. Chỉ rất tiếc là bảng tỷ số xa quá không nhìn thấy được. Hình như là 9 đều. 7 đều à? Điểm 8-7 cho Hàn Quốc, bây giờ mình phải tập trung vào điểm số rồi. Trận đấu thứ hai khá căng thẳng. 8 đều rồi. Thường nghĩ tình huống ép cầu vừa rồi của vận động viên Đài Loan, có lẽ cầu đã ra ngoài sân. Điểm 8 đều. Khéo. Thủ cầu xuyên tốt và đó là một pha thủ cầu khá có ý đồ của vận động viên Đài Loan. Nhưng trong tình huống vừa rồi cầu không qua lưới mất rồi. Rồi các cổ động viên, các vận động viên của Đài Loan, của Hàn Quốc đang ngồi ngay cạnh Hùng, họ đang cổ vũ cho đồng đội của mình. Nhưng rất tiếc là Hùng không thấy sự hiện diện của hai oppa Juyeon Seong và Kim Đắc Giang. Rất to. Long ơi bao nhiêu rồi? Bảng kìa. Điểm đang là 9-10. Rồi, và cầu hỏng. Mười đều rồi, 10-0. Thực sự lúc nghe được trọng tài nói rõ, lúc thì không. Mười đều, set 2 thực sự rất căng thẳng. Đài Loan vừa dần lên dẫn trước 11-10 nha mọi người. Mọi người có thể xem lại trận, bán kết đôi nam trước cũng ở trên live stream này. Thì nếu ông kết thúc live stream thì mọi người có thể xem trận đấy, còn hay hơn trận này và có nhiều pha cầu không tưởng luôn. Điểm 11-10. Vâng, vậy là nửa set đấu thứ hai đã trôi qua. Và đây là trận đấu cuối cùng rồi. Nhưng Hùng nghĩ rằng trận đấu đơn nam sẽ là trận đấu kết thúc cuối cùng phía sân phía bên kia. Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Thái Lan thì phải. À, và Indo à? Hai Indo đấu nhau à? Indo đánh cầu đơn tốt thật. Ok, lượng người xem đang giảm nhanh thế nhở, có vẻ trận đấu không hay lắm hay sao? Ok, điểm 11-10, Đài Loan phát cầu.
bắn lưới nhanh quá nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Cầu trong sân, một pha tình huống bỏ cầu không chính xác của vận động viên Nam đến từ Hàn Quốc. 12-10. Có vẻ được cổ động viên của Hàn Quốc khá đông đảo. Hay thế nhỉ? Đội vàng rồi. Đội điểm 11-12. Cường cặp đôi đến từ Indo đang ngồi cạnh em nha. Và rất có thể họ sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch. Cặp đôi đã lọt vào chung kết. ...13-12 cho Hàn Quốc. 3 điểm số liên tiếp dành cho Hàn Quốc. Khá xuất sắc. Phản xạ rất nhanh, cao rồi, vẫn còn, không còn nữa rồi, được thế thì làm sao chịu được. 13 đều, trận đấu thứ hai khá căng thẳng. Liệu rằng Hàn Quốc có thể giành chiến thắng ở set đấu thứ hai này để kết thúc trận đấu, hay Đài Loan sẽ giành chiến thắng để bước vào set đấu thứ ba? Bán kết xem 3 set thì nó mới phê. Tấn công vẫn còn thì rất tốt. Cắt rồi, 4 đều. Ok, anh Thanh Hiếu dự đoán Hàn Quốc sẽ thắng trong trận đấu này. Mọi người thì mọi người nghĩ sao ạ? Mọi người hãy đưa ra nhận định của mình đi, xem đôi nào sẽ thắng trong trận đấu thứ hai này nào. 4 đều. Hàn Quốc 15-14. Ngày mai chung kết nha chị Thủy Vi ơi. Lịch chung kết Hùng sẽ đăng sớm lên trang Facebook cá nhân của Hùng. Mọi người cứ theo dõi Hùng ở chế độ xem trước đi, sẽ nhận được thông báo. Chế độ bạn thân ấy, sẽ nhận được thông báo ngay. Ok, đây là trận đấu cuối cùng, đây là hai trận đấu cuối cùng của vòng bán kết rồi mọi người ơi. 15 đều. Còn trận gì nữa? Đôi à? Đúng rồi, còn một trận đấu nữa. mười sáu đều. Vâng, không thể có cách biệt hai điểm được tạo ra. Quốc.
17 đều, rất đáng tiếc là tình huống phạt đổ lỗi của vận động viên Nam Hàn Quốc. Căng thẳng quá. Trận đấu thứ hai này, liệu rằng ở những điểm số tiếp theo sẽ có khoảng cách điểm số được tạo ra hay không? Theo Hùng nghĩ là có. Chỉ không biết là cặp đôi nào sẽ tạo ra khoảng cách thôi. Mười bảy đều. Cao rồi. 87. Điểm 87 rất căng thẳng. Liệu có là 8 đều hay không? Theo Hùng nghĩ sẽ là 97. Cơ hội tấn công cho Hàn Quốc. Vẫn còn 8 đều. Thực sự trận đấu thứ hai này quá căng thẳng về mặt điểm số. Tám đều, 18 đều. Trận đấu thứ hai. Đó là một pha cầu vô cầu lật lưới của Đài Loan. 19-18. Trận đấu đơn nam bên kia cũng đã kết thúc rồi. Sau trận đơn nam đó sẽ là trận đôi nữ cuối cùng. Kết thúc 10 trận đấu ở nội dung bán kết, ở vòng bán kết. 19-18. 20-18 à? Điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai. Cơ hội kết thúc trận đấu thuộc về các vận động viên Hàn Quốc. 20-19. 20 đều đi. 21-19. Chỉ trong 2 set đấu rất xuất sắc, và ở nội dung đôi nam đã xác định được 2 cái tên lọt vào trận chung kết đôi nam, đó là cặp đôi đến từ Hàn Quốc và cặp đôi đến từ Indonesia. Và ngày mai thì cũng sẽ live stream những trận đấu đó. Và tiếp theo sẽ là trận đấu cuối cùng. Trận đấu cuối cùng ở nội dung đôi nữ. Không biết sẽ đánh sân nào đây. Đấy, sân phía trong kia rồi. Chúng sẽ tiếp tục di chuyển máy quay nhá. Và lịch chung kết thì bây giờ vẫn chưa có. Sau khi các trận đấu ở vòng bán kết kết thúc thì mới có lịch chung kết nha mọi người. Mọi người hãy cứ theo dõi Facebook của Hùng. Kiểu gì từ giờ đến tối thì Hùng sẽ đăng lịch. Và đây là trận đấu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Hùng sẽ di chuyển máy quay và tiếp tục gửi đến mọi người. Nếu mọi người muốn xem nội dung đôi nữ thì mọi người có thể ở lại với live stream của Hùng. Đây là trận đấu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay. Lại chống ảo rồi. Trời ơi. Trời ơi, chống ảo rồi.
đi. Quay nốt anh chuyện xa này xa đi. Đợi tí nốt nốt. Đợi nốt. Không mình lấy máy cửa ha. Bên kia thú. Bên nào? Bên kia. Ừ sao bên kia cũng được. Bên này. Đi. Rồi, anh đi. Ok. Trận này quay thôi gì? Mang gì ra đây giúp anh với? Cái kia là nam hay nữ kia? Nữ đây. Ok, trận đấu đôi nữ cuối cùng. Ok, Đào Hiệp Việt Nam mình loại hết sạch từ trước vòng tứ kết rồi em ơi. Hiện tại đang là vòng bán kết. Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với live stream của Hùng. Và đây là trận đấu thứ 10 trong 10 trận đấu bán kết ngày hôm nay ở nội dung đôi nữ. Cuộc đối đầu giữa gì đây? Mọi người chờ Hùng quan sát xíu nha. Nếu không nhầm thì sẽ là Đài Loan và Hàn Quốc. Ok, một đại diện của Đài Loan. Đại diện này là của Indo, của Malaysia. Ok, Malaysia đối đầu với Đài Loan. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi mặc quần xanh áo xanh, cặp đôi đến từ Malaysia. Và phía xa màn hình, cặp đôi đến từ Đài Loan. Và set đấu thứ nhất chuẩn bị bắt đầu rồi ạ. Ok, trận đấu bắt đầu. Điểm số đầu tiên dành cho cặp đôi Đài Loan 1-0. Không còn nữa rồi. 2-0. Điểm số đầu tiên dành cho Malaysia, đổi điểm 1-2. Đây là đội dung đôi nữ nha mọi người. Đừng nhìn vào vận động viên phía Đài Loan kia mà bảo là đây là đội dung đôi nam nữ. Điểm số 2-2. Trận đấu này cũng đang được Hùng quay lại ở chế độ Full HD nha. Nếu mọi người muốn xem lại thì có thể truy cập trang YouTube Sport Hùng Badminton. Hùng sẽ đăng tất cả các trận đấu từ vòng ngoài đến vòng chung kết, tứ kết và bán kết ở đó. Điểm 3-2 cho Đài Loan. Đài Loan có hai đại diện lọt vào vòng bán kết và Malaysia cũng vậy. Tuy nhiên một đại diện của Malaysia đã phải rời cuộc chơi rồi. Và liệu rằng một đại diện còn lại, đại diện cuối cùng này của Malaysia có thể tiến vào vòng chung kết hay không? Đài Loan cũng vậy, Đài Loan cũng có hai đại diện và một đại diện vừa mới thua Hàn Quốc. Một đại diện vừa rồi của Đài Loan thua Hàn Quốc. Và đây là hai đại diện cuối cùng của cả Hàn Quốc lẫn Malaysia. Điểm 5-2 cho Đài Loan. Vậy là đã có khoảng cách điểm số
được tạo ra ngay từ những điểm số đầu tiên của trận đấu thứ nhất. Đài Loan đang dẫn trước 5-2. Ok, cảm ơn anh Hoàng Tuấn Bình đã cung cấp thông tin. Nếu mọi người muốn biết về tên của các vận động viên thì mọi người có thể xem comment của anh Hoàng Tuấn Bình rất chi tiết, cả hạt giống lẫn cả xếp hạng hạt giống lẫn tên của các vận động viên. Điểm 6-2 cho Đài Loan. Hello cô Nguyễn Vân nhỉ. Có vẻ các cổ động viên cũng đang về dần rồi. Thường thì những trận đấu đôi nam xem vẫn thích hơn. Hello cô Vân, Việt Nam không còn ai cô ơi, loại hết mất rồi. Giải năm nay mạnh quá. Điểm 3-6. 4-6. Trận cầu rất hay. Một cầu chéo sân rất khó để vượt đến từ Đài Loan, không thể thủ cầu trong những bóng vượt rồi. Tiếp tục là một điểm số cho Malaysia, 5-6. Vâng, vậy là 3 điểm số liên tiếp dành cho Malaysia. Cơ hội tấn công giành điểm vẫn còn, không còn, cầu không qua lưới. Cầu lật lưới à? Đó là một tình huống cầu lật lưới mọi người ạ. Điểm 6-7, Malaysia phát cầu. Người ta không thích xem nữ mấy đâu mà. Đập cầu rất tốt. Các bạn cũng không hay. Chỉ nữ người ta mới thích xem thôi. Chuyện này không hay lắm. Đôi nam bao giờ cũng nhiều người xem nhất, thích nhất. Vâng, trọng tài bắt cầu cao tay trong tình huống phát cầu vừa rồi của vận động viên đến từ Đài Loan. Điểm 7-8 cho Malaysia. Vâng, vậy là trận đấu sắp trở lại thế cân bằng rồi. Vâng, vẫn chưa thể ạ. 9-7. Một pha bắn lưới hơi vội vàng của vận động viên nữ Malaysia. Cạch vợt. Vâng, chưa thực sự có một đường cầu nào hay trong set đấu này. Chém hay thế nhở, rất mượt. Ok, một pha đập cầu rất tốt. Đổi điểm 8-10 cho Malaysia. Tiếp tục là một tình huống đập cầu ăn điểm trực tiếp của vận động viên nữ đến từ Malaysia. Điểm 9-10. Hello anh Nguyễn Tiến Cảnh, hello anh Vũ Trường, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hy vọng mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ nó, chia sẻ đến với mọi người để chúng ta cùng thưởng thức nào. Nội dung đôi nữ các cô gái đâu hết rồi. Ok, nửa set đấu thứ nhất đã trôi qua và điểm số là 11-9 dành cho cặp đôi đến từ Đài Loan, cặp đôi phía xa màn hình của chúng ta. Ok, chào Vũ Trường nha, cảm ơn em nhiều. Và phía bên kia mình thấy rằng cặp đôi đến từ Hàn Quốc, cặp đôi nam vừa lọt vào trận chung kết, họ đang có những trao đổi với nhau về chiến thuật sau trận đấu.
để chuẩn bị tốt cho trận đấu chung kết ngày mai. Và hôm qua cũng vậy, sau khi thất bại trước cặp đôi của Indonesia thì cặp đôi Oppa, cặp đôi Julian Siam và Kim Dak Jang cũng đã ngồi lại trao đổi với nhau. Ông đã có quay lại một video ngắn khi mà họ trao đổi với nhau. Còn sau mỗi những thất bại thì đều phải có những trao đổi và rút kinh nghiệm thì những trận đấu sau mới có thể tốt hơn. Đây, ông đang thấy những cổ động viên họ đang chụp ảnh cùng hai Oppa đó. Ok, điểm số đầu tiên của nửa set đấu thứ hai 10-11. Nửa set đấu thứ nhất 10-11 cho Malaysia. Không còn nữa rồi. Phải công nhận là trận đấu này nhạt nhất trong tất cả các trận đấu bán kết ngày hôm nay. Xem hơi chán. Nhưng mà Hùng biết rằng các chị em phụ nữ vẫn rất thích xem, vì vậy mà Hùng sẽ vẫn tiếp tục quay và ly cho mọi người. Điểm 13-10 cho Đài Loan. Vâng, vận động viên nữ của Đài Loan đứng hai chân song song phát cầu. Ok, Nguyễn Trọng Hùng, lịch thi đấu thì anh sẽ đăng sau nha, bởi vì là đến khi nào mà bán kết kết thúc thì mới có lịch thi đấu của chung kết. Nếu mọi người muốn cập nhật sớm nhất thì mọi người có thể lên trang chủ của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, Badminton Federation, hoặc là mọi người có thể theo dõi Facebook của Hùng, Hùng sẽ sớm đăng lên cho mọi người biết. Bật cầu rất tốt. Điểm 12-14. Không còn nữa rồi. 15-12. Buồn ngủ quá. Đó là một pha phát cầu khá khó. Chấp thế. Đến chưa đến cổ đó. Rồi chúng ta cùng trở lại với trận đấu nào. Pha dứt điểm rất mạnh và uy lực. 17-13 cho cặp đôi Đài Loan. Vâng, từ đầu trận đấu đến giờ cặp đôi Đài Loan vẫn liên tục duy trì thế dẫn điểm và chưa có chuyển biến gì trong trận đấu này hết. Bật cầu rất tốt. Điểm số rút ngắn 14-17 cho cặp đôi Malaysia. Hả? 14-17. Bên kia hay hơn hẳn mà. Ừ.
Rồi, một pha phản cầu rất hay. 15-17 cho Malaysia. Liệu rằng chuyển biến của trận đấu sẽ xuất hiện ở những điểm số cuối cùng này hay không? Mọi người hãy tiếp tục cùng theo dõi nào. Nhưng theo Hùng nghĩ thì nó là rất khó. Cầu cạch không qua lưới. 18-15. Khoảng cách vẫn là 3 điểm và bây giờ là những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ nhất rồi. Rất nhanh và tốc độ. Mất cầu trên lưới hay không? 16-18. Vâng, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Chắc là còn. Lúc nãy anh có thấy tay ở trên nó run không? Không. Thấy tay ở trên nút phát cầu mà nó run. Thằng nào? Thằng bé này này. Cầu vẫn trong sân. Điểm số cuối cùng rồi, 20-16. Vâng, cặp đôi đến từ Đài Loan có 4 cơ hội kết thúc trận đấu. Ngoài sân rất đơn giản, cặp đôi bên Malaysia đã tự sát trong pha cầu vừa rồi. Vậy là set đấu thứ nhất trôi qua không có gì đặc sắc cả. Không có một chuyển biến gì trong set đấu thứ nhất này hết. Từ đầu đến cuối cặp đôi đến từ Đài Loan dẫn điểm. Và chúng ta hãy tiếp tục trông chờ set đấu thứ hai nào. Xin chào Nguyễn Đăng Nam, xin chào anh Trần Phạm, xin chào Lương Thanh, chào tất cả mọi người. Chúng ta lại chào nhau cái nhỉ? Chào nhau cái cho đỡ buồn. Lúc nãy hai anh Hàn Quốc siêu trẻ, siêu đẹp trai. Đúng không? Chụp ảnh cùng hai anh Hàn Quốc siêu trẻ, siêu đẹp trai. Đúng không? Trẻ lắm, ôi ôi, mày cao lắm. Em đứng chỉ tới cổ thôi, từ nãy chưa tới cổ. Sợ thật. Ok, xin chào Linh Linh, một cái tên khá lạ nhỉ. Em là chị Linh Linh nhá. Có nhìn thấy mặt đâu mà bảo đẹp trai. Ok, vậy là 2 phút giải lao đã kết thúc. Các vận động viên đã nhanh chóng trở lại sân thi đấu. Chào mừng các bạn đến với set đấu thứ hai, trận đấu giữa Đài Loan và Malaysia gần phía màn hình của chúng ta. Cặp đôi đến từ Đài Loan mặc trang phục quần áo đen. Ở phía xa màn hình là cặp đôi đến từ Indonesia. 0-0 set đấu thứ hai bắt đầu. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi đến từ Đài Loan đã giành chiến thắng. Điểm số đầu tiên cho Malaysia. Ok, xin chào anh Lương Thanh. Em xin chào chị Linh Linh, cảm ơn chị nhiều. Mọi người toàn chê giọng Hùng già thôi. Có người khen giọng hay. Thủ cầu rất tốt, vẫn còn. Không thành công. Điểm 1 đều. Pha cầu ngoài sân. Điểm 2-1 cho Đài Loan. Một pha cầu lỏng. Thực sự nếu pha cầu đó qua sân thì có thể cặp đôi đến từ Đài Loan sẽ không thể đỡ được. Nhưng đó là một tình huống cầu lỗi.
Điểm 3-1 cho Đài Loan, tiếp tục là một điểm số dành cho cặp đôi đến từ Đài Loan. Hello Liêm Thanh, hello chị Lê Thị Mỹ Viền, hello ông Bửu Long. 3-1. Cơ hội tấn công. Cổ động viên nữ đến từ Malaysia đặt cầu rất tốt, đặt rất cao. Đổi điểm 2-3 cho Malaysia. Quên quay rồi. Bây giờ quay vậy. Cầu ngoài sân. 4-2 cho Đài Loan. Có mỗi một quả ha. Đừng. Điểm 3-4, Malaysia phát cầu. Xét đấu thứ 2. Đó là một cơ hội có thể giành điểm, nhưng vận động viên đến từ Đài Loan đã đánh cầu vào lưới. Điểm 4 đều. Vâng, trận đấu lại trở lại thế cân bằng. Chưa có khoảng cách điểm số được tạo ra. 4 đều, xét đấu thứ 2. Tình huống đập cầu ở giữa sân khá hiểm hóc. Lại tiếp tục đổi điểm. 5-4, Đài Loan phát cầu. Đây là trận đấu cuối cùng, trận đấu thứ 10 của loạt bán kết rồi. Sau trận đấu này thì chúng ta có thể nghỉ ngơi, đội hình có thể nghỉ ngơi rồi. Để chuẩn bị giọng tốt nhất cho ngày mai. Ngày mai sẽ diễn ra 5 trận chung kết. Hùng sẽ live stream và quay hết 5 trận đấu đó để gửi đến mọi người. Rất mong là nhận được sự ủng hộ và quay trở lại của mọi người trong live stream ngày mai của Hùng. Một tình huống thủ cầu không tốt. 6-5 cho Đài Loan. Thực sự trận đấu này chưa có đường cầu giằng co nào đáng hấp dẫn cả. Thực sự hấp dẫn cả. Liên tục với những tình huống đập cầu nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Rồi cơ hội tấn công được trao cho đôi vận động viên Đài Loan. Tấn công. Nhưng cầu thủ vẫn rất tốt. Còn nếu để mình chọn vận động viên nào là vận động viên đập cầu tốt nhất thì ông sẽ chọn vận động viên vừa rồi. Vận động viên Dày Hồng đến từ đội tuyển Malaysia. Cô bật rất cao, đập cầu rất mạnh. Điểm 6 đều rồi. Không đều, 4 đều và bây giờ là 6 đều. Trận đấu thứ hai khá căng thẳng về mặt điểm số ấy chứ. Đó là một pha cầu ngoài sân. Cặp đôi Malay vừa lên dẫn trước ạ. Bắt lưới rất nhanh, rất chính xác. Sự phá bắt lưới vừa rồi quá đẳng cấp. Điểm 8-6, bắt hay thật. Hôm nào xong giải này cắt lại video để xem bắt trước mấy quả. Một điểm số rất tốt. Giành điểm khá đơn giản. Đổi điểm 7-8, Đài Loan phát cầu. Hello chị Hà Hà nha, hello chị Trần Nguyên nha.
và cầu lỗi của vận động viên Đài Loan. Có vẻ cô định ẩn cầu hai nhịp, tuy nhiên đó là một pha cầu lỗi và ngay sau đó thì vận động viên đến từ Indo đã chớp cơ hội, Malay đã chớp cơ hội và giành điểm. Điểm 97. Các vận động viên khá run. Vẫn trong sân. Còn trong tình huống này thì sự cảm giác của vận động viên Đài Loan không tốt chút nào. Cầu trong sân rất nhiều. 17. Còn đập cầu ngang bụng rất khó nữa. 80. S10. Một pha cắt lưới không thành công. Điểm 90 cho Đài Loan. Phát cầu rất tốt, Hùng tưởng đó là một pha phát cầu ngoài sân. Vâng, nhưng nó vẫn trong sân. 10 đều rồi. Dự rằng cặp đội và một pha thủ cầu rất chủ động. Có lẽ đã nằm trong ý đồ của vận động viên nữ đến từ Malaysia rồi. 11-10. Nửa set đấu thứ hai đã trôi qua. Trong set đấu thứ nhất thì chiến thắng dành cho Đài Loan. Còn trong set đấu thứ hai này, điểm số đang là 11-10 nghiêng về cặp đôi đến từ Malaysia. Hello Minh Mèo nha, hello Nhinh Nhinh. Xin chào tất cả các chị đang theo dõi live stream Hùng. Đây là một trận đấu đôi nữ. 99% những người xem live stream của Hùng là các chị tại thời điểm hiện tại. Hello chị Vương Phúc nha. Em chào lại hello anh Vương Phúc nha. Ok, chúng ta trở lại với nửa sau của set đấu thứ hai nào. Điểm số đang là 11-10 cho cặp đôi đến từ Malaysia, cặp đôi áo xanh với sao vàng. 11-10. Đó là tình huống phát cầu cao, trọng tài bắt phát cầu cao, lỗi phát cầu cao tay. Điểm số 11 đều rồi. Còn đây là lần thứ tư hai đôi vận động viên san bằng nhau về mặt điểm số. Thủ lỗi của vận động viên đến từ Đài Loan. 12-11 cho Malay. Pha cầu lỗi của Đài Loan. 13-11 cho Malay. Đấu cầu ngang rất hay, còn không. Đây là khoảng cách 3 điểm đã được tạo ra. Vâng. Đây là chuyển biến của trận đấu. 14-11 cho Malaysia. Cầu trong sân. 12-14. Một pha cầu bắt bài khá hay của tay vợt nữ đến từ Đài Loan. 24. Vẫn còn. Vẫn còn kìa, xỉa tay rất hay. Hay quá nhở, đây là tình huống cầu hay nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Vẫn còn.
13, 14 rồi. Lại sắp bằng điểm nhau rồi. Đừng có 14 đều nha. Chắc một Đài Loan thắng. Đài Loan có 2 đại diện. Hùng xin nhắc lại, Đài Loan có 2 đại diện vào bán kết và Malaysia cũng vậy, và hai đại diện còn lại của họ thì đã đều bị loại rồi. Có nghĩa là trên sân này đang tranh suất vào chung kết của hai đại diện đến từ Hàn Quốc và đến từ Đài Loan và Malaysia. Bao nhiêu rồi đây? Lại 14 đều thật này. Nhìn cứ như kiểu dính vợt vậy. Mười lăm mười bốn cho Malaysia, vẫn rất căng thẳng. Tình huống ba lưới vượt một, lỗi không đáng có ở tay vợt nữ đến từ Đài Loan. 16-14. Hồng cầu rất hay. Vẫn còn thủ hay quá. Trong sân, trong sân. Điểm 15-16, hai vận động viên Đài Loan đang dột vào vận động viên, một vận động viên nữ phía bên kia. Vận động viên giày đỏ. Rất tập trung. Còn rất thích pha đá lưới của vận động viên nữ giày hồng kia. Rất khéo léo. 17-15 cho Malaysia. Cơ hội tấn công rất tốt. 18-15. Vâng, vậy là những điểm số cuối cùng trận đấu thứ hai rồi. Nếu tiếp tục duy trì thế dẫn điểm thì chắc chắn cặp đôi Malaysia sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này và chúng ta sẽ được thưởng thức trận đấu thứ ba. Đổi điểm 16-18. Thủ hay quá nhờ. Ôi, một pha bay người rất lan xả. Vâng, tiếp tục là một pha bay người. Rất đáng khen vào tinh thần thi đấu của hai vận động viên đến từ Malaysia. Nhưng rất tiếc là họ đã không thể cứu cầu trong tình huống vừa rồi. Vâng, điểm số lại được rút ngắn lại rồi. 17-18 cho Đài Loan. Đúng rồi, vận động viên đó tham gia hai nội dung.
đôi nữ và đôi nam nữ, nhưng mà rất tiếc là ở nội dung đôi nam nữ thì thua mất rồi ạ. Và ngoài sân 19-17. Trận thắng kìa. Tuyên cố đánh được như thế là được rồi. Và Việt Nam có tiếng rồi. Vâng, các cô gái đến từ Malaysia không thể dễ dàng khuất phục đối thủ. Đối thủ họ đôi vật đến từ Đài Loan vẫn đang rất nỗ lực và cố gắng. Điểm 18-19, chưa thể nói trước được kết quả của trận đấu này. Và Hùng nghĩ rằng sẽ là 19 đều. Rồi sau đó cặp đôi đến từ Đài Loan sẽ giành chiến thắng. Để Hùng được về nghỉ. Hay quá nhở. 20-18 rồi. Và vậy là cơ hội kết thúc trận đấu thứ hai này dành cho cặp đôi đến từ Malaysia. Rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu thứ ba. Có vẻ anh Hùng đang muốn trận đấu lại kết thúc đúng không? Nghe bình luận thấy cũng vui lắm. 19-20. 20 đều đi nào. Thực ra là Hùng cũng có cảm tình với Đô Mai Lai. Nhưng mà cơ hội tấn công giành điểm. Rồi. Vâng, đó là tình huống. Cơ hội tấn công. Rồi 20 đều. Rất đúng ý Hùng. Điểm số 20 đều. Rất căng thẳng trận đấu thứ hai. Trận đấu dành cho cặp đôi đến từ Malaysia, liệu họ có thể làm được điều đó hay không? Hello Quân Lưu, hello Lê Huy Nguyên, hello anh Lê Huy Nguyên, hello Tâm Nguyệt Minh ạ. 21-20 trận đấu thứ hai, Malaysia phát cầu. Rất tập trung, hổ vô mồi, rất cố gắng. Liệu rằng sự nỗ lực của vận động viên đến từ Malaysia có giúp họ giành điểm số và chiến thắng trong trận đấu này? Vẫn không được. 21 đều. Rất căng thẳng trận đấu thứ hai. Trận đôi nam nữ cuối cùng của vòng bán kết ngày hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng, trận đấu thứ 10. Điểm 21 đều ạ. Vẫn còn nữa rồi.
22-21, cơ hội kết thúc trận đấu được chuyển qua cho cặp đôi đến từ Đài Loan. Rất có thể sẽ là 23-21. Bình luận viên rất thích. Đúng ý bình luận viên Sport Hùng. Máy sắp hết pin rồi, người cũng sắp hết sức rồi. Ôi vẫn còn. Ở trong sân. Nhanh thật, như kiểu tia chớp vậy. 22 đều. Thực sự vận động viên gầy kia, vận động viên gầy hồng kia đang cân team Malaysia mọi người ạ. Đang cân team thật. 22 đều, rất căng thẳng. Ở ngoài sân. 23-21. 23-22. Tiếp tục là cơ hội kết thúc trận đấu cho cặp đôi đến từ Đài Loan. Liệu rằng lần này họ có thể làm được điều đó hay không? Không nghĩ là có. Rồi, hy sinh rồi. Ngoài sân. Trọng tài xác định đó là tình huống cầu ngoài sân. Rất đáng tiếc, vậy là chiến thắng trong vòng 2 set thuộc về cặp đôi đến từ Đài Loan. Đúng ý bình luận viên.